mọi người có tin được không, đây là ngày duy nhất trong vòng một tháng mình ở Việt Nam mà mình có thể dậy nổi lúc 5 giờ sáng để đi ngắm biển. Đây có lẽ là nỗ lực lần thứ tư để dậy sớm của mình, vì 3 lần trước mình có dặn ba mình là nhớ cái con dậy sớm đi ngắm biển nha. Ba mình kêu khản cổ mà mình dậy không nổi, thế là cả ba con bỏ cuộc. Ngắm bình minh sớm ở biển không phải là điều mà mình có thể làm được mỗi ngày, nên đây là khoảnh khắc mà mình rất yêu thích và biết ơn bản thân vì đã dậy sớm. Mặt trời mọc tuyệt đẹp, biển thì rất là trong lành, thời tiết còn ấm áp nữa, khiến cho mình muốn kéo dài thời gian ở Việt Nam lâu hơn. Mình còn nhớ rất rõ là hồi mình học cấp 2, ngày đó thi học kỳ xong, mình bị xuống tinh thần quá, thế là ba đón hai chị em mình đi học về và chở đến Viện Hải Dương học ngắm cá cho đỡ buồn. Về sau mỗi lần thi cử mà lại thấy lo lắng, mình lại rủ bạn tới đây chơi, nên đây được xem là nơi chữa lành, an ủi tâm hồn hay bị tổn thương do thi cử hay gãy của mình. Không biết sao chứ ngắm mấy con cá bơi qua bơi lại mình thấy nhẹ lòng đi chút á. Trong mấy phim kinh dị có mặt người chiến đấu. Mấy con cá này chắc khô, chắc mô hình quá. Vui quá. Ôi dễ thương. Đây theo kìa. Đi theo nè. Nè, bên đi nè. Ăn ta đi. Không, nhưng mà 45 ngàn ăn cũng ngon. Về đi chơi thỉ mua. Cái thời mà công nghệ máy tính chưa phát triển như bây giờ, cứ đến mùa hè được nghỉ học là mình tự động gói đồ về quê ngoại chơi, được ăn uống ngủ nướng thỏa thích và bày trò chơi với các em. Nhà ngoại được sửa sang, có một chút thay đổi nhưng nội thất và mọi thứ bên trong vẫn y nguyên, cảm giác rất quen thuộc và thân thương. Nói thật với mọi người là từ lúc về Việt Nam mình chưa tự gội đầu lần nào, vì mình rất là thích đi gội đầu. Cái chị đang gội đầu cho mình này chị rất là dễ thương. Chị bắt chuyện xong rồi chị còn bắp mấy cái huyệt trên đầu của mình, trộn mình phơi. Xong rồi sau đó thì nhà mình về tổ chức tiệc ăn mừng, vì mình có dẫn ông bồ của mình về nữa, tiện thể là ra mắt luôn. Có một câu nói đùa như thế này: bạn có thể thân với bên ngoại hơn rất nhiều so với bên nội. Câu này thì rất đúng so với hoàn cảnh của mình, vì gia đình nhà nội ở xa nên mình thân với nhà ngoại hơn. Đặc biệt là mình có thể xè nẹo bà ngoại và tâm sự nhiều thứ nữa, nên lần này mình về mình tranh thủ trò chuyện với bà ngoại. So với thành phố thì đồ ăn thức uống rẻ hơn nhiều. Điển hình là ly trà sữa chỉ có 15.000 thôi, và ổ bánh mì cũng chỉ có 10.000, góp phần tạo nên niềm vui nho nhỏ cho mỗi lần về quê ngoại. Điển hình là chúng mình đang ngồi nhậu như thế này chỉ với bánh mì và trà sữa. Để coi bên nhà bàn gì đây. Cái này là lịch sử. Bài 10, nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Cheers. Cheers. Bên Lý mỗi lần ra đường nhắc rộng rãi, nó nhìn hơn. Dạ.
Mỗi ngày ba mẹ mình đều lặp lại câu hỏi hôm nay con muốn ăn gì, thì mình sẽ nêu hết những món mình thèm, và thế là những bữa cơm thịnh soạn nhất được bày ra. Không còn là những gói mì tôm ăn vội hàng ngày hay phải xếp hàng ở làn drive-thru Starbucks, McDonald's. Những món ăn ngon được bày ra trước mặt khiến mình hạnh phúc vô cùng vì được ăn ngon. Cũng vì vậy mà từ đó mình không dám bước lên bàn cân luôn, kệ cứ ăn trước còn lại tính sau kiểu vậy. Ok, em biết Việt Nam là ai đúng không? Em biết hiểu không? Em tên gì? Chị biết là tên là Thanh. Thì tụi mình đang đi quán cà phê. Xong rồi biết gặp được mình. Cảm ơn em đã nhận ra chị và theo chị nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Sau khi mình đăng trên Instagram về các quán cà phê thì mình được nhiều bạn giới thiệu cho nhiều quán lắm. Nhiều nhất là quán ngày tháng 5 này đây, nên mình đã đến và phải công nhận quán có sức hot như vậy cũng có lý do. Nước rất ngon, bánh vừa miệng, không ngọt lắm và nội thất trang trí trong quán cũng đẹp nữa. 10 điểm nha. Lần đi cà phê này mình không mang theo laptop để làm việc vì lâu lâu mình cũng muốn thư giãn một xí. Thay vào đó lần này mình mang theo một quyển sách đã đọc có tên là Cây cam ngọt của tôi. Mình biết đến tựa sách này cũng lâu rồi nhưng mà bây giờ mình mới có dịp được đọc, và còn là phiên bản dịch tiếng Việt nữa chứ. Cốt truyện của quyển sách này rất là hay, mình cực kỳ tâm đắc cách tác giả miêu tả diễn biến tâm lý của nhân vật. Mình rất recommend mọi người xem thử nha.
thấy. Chúng mình đã tới Vinpearl rồi đây. Nha Trang nổi tiếng là có Vinpearl và cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa đi lại vì mỗi lần đi Vinpearl là một lần chi tiêu xa xỉ, nên nhân dịp Vinpearl có nhiều cái mới, cả nhà mình cùng đi tham quan với nhau. Trong ký ức của mình, Vinpearl rất to lớn và không thể đi hết trong một ngày, và bây giờ vẫn vậy, không những thế còn mở rộng thêm nữa. Sở thú cũng hoành tráng hơn rất là nhiều rồi, có thêm nhiều vườn hoa với đa dạng các loài hoa khác nhau được đặt trong nhà kính, khiến mình chợt nghĩ rằng ồ, có phải mình đang đi giữa Đà Lạt hay không? Bữa trưa rồi mình sẽ chụp cái hàng xong rồi về. Mình nhớ lắm cảnh đường phố mỗi dịp Tết đến xuân về. Trên vỉa hè sẽ đỏ ngợp các loại đèn trang trí Tết, sẽ xanh ngát những chậu hoa cúc, hoa mai được bày bán. Hơn hết nữa là màn bắn pháo bông thật dài vào đêm giao thừa của Tết âm lịch. Thật may mắn là năm nay mình được ăn Tết với gia đình. Tuy cái Tết không được trọn vẹn vì mình phải quay lại Mỹ để đi học, nhưng đối với mình như vậy là quá đủ rồi. Nếu mọi người còn xem đến đây thì cảm ơn mọi người trong vòng một năm qua đã đi cùng với mình. Hy vọng mọi người cũng đã có một cái Tết sum vầy ấm no giống như mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!